xin vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Quần thuộc và áo phong, trên đầu là snapback, bên trong là chất ngon, con miệng lúc nào cũng rap. Anh em trên phố đông gặp nhau là swag. Battle rap thì sao một khi bật beat lên như là thoát xác. Chưa gì, ai chụp hình à? Trời em tạo cái dáng đi trông suy suy đi. Ai ốt mà suy thì lắm rồi. Ai chị nghĩ rồi em đang ngủ đi. Rồi không thấy anh, không thấy không có cái gì vậy. Tí ảnh nào. 1, 2, 3, nhận đây. Nó suy lên chị để chụp nó, tập trung vào nó, chụp mình nó thôi. Cho này nào, nhìn em chụp. Bruh. Thực sự đấy. Lúc nào chả thấy. Lúc nào có đâu mà. Cái gì chắc phải nói. Cấu hình. Ai đâu. Ra. Man, tôi nhớ những in những ngày đầu tiên tay cầm viết. Ngày kỹ năng còn chưa thuần thục nhưng luôn mang một trái tim rất thuần khiết. Ngày niềm vui cũng chỉ đơn giản là khi tập flow trên một con beat. Cũng chỉ mong muốn được biến giấc mơ mà ta hằng mơ được sai phần tiếp. Quần thuộc và áo phong, trên đầu là snapback, bên trong là chất ngon, con miệng lúc nào cũng rap. Anh em trên phố đông gặp nhau là swag. Battle rap thì sao một khi bật beat lên như là thoát xác. Ay yo, what's up, 1, 2, 1, 2. Đây là những âm thanh ta thường nghe thấy ở trong khu. Một khi bật beat lên như là thoát xác. Ay yo, what's up, 1, 2, 1, 2. Đây là những âm thanh ta thường nghe thấy ở trong khu. Lượn quanh mấy forum nhạc rap tìm thấy mấy thằng bạn chung gu. Mỗi thằng một nơi khác nhưng luôn kết nối với nhau ở trong stu. Shout out cho những người đi trước vẫn còn đang bước trên con đường dài. Shout out GBR, so say rap sao đau cho tất cả những tượng đài. Shout out cho những người ở lại và shout out cho người ra đi. Shout out cho anh Khánh nhỏ, shout out cho anh Thái Việt Chuyên. We had a journey. I follow my dream, I'm out of worrying. He said my life and were easy. Sometimes we laugh, sometimes we cry lonely. I know it's a hard time. I know it's a hard time. Còn nước là còn tát, còn ước mơ là còn rap. Nếu hip hop là một dòng chảy vậy thì ta vẫn đang còn khác. No beat, no drama, tạm gác hết lại những khác. Chỉ còn lại với tình yêu và cùng nhau một lần lên cho rap beat. I'm back. Yeah. Okay. Em chưa được em ấu. Hey, lòng đã bước ra. Sau bao nhiêu năm tháng và cái trái phải lướt qua. Không có muốn tôi trẻ vì chưa thì phải được giá. Nên bao nhiêu là vất ngã, còn gì chỉ vinh xuất ra là bởi vì lời thượng vàng. Kỹ năng thực sự, muốn cái bụng mình nói thì phải biết cách mà tự túc. Tụi anh bước vào game dù không phải tay cư nhất, nhưng cái cách mà đi lên khiến bọn họ thành mở mắt. Tìm một lối nhìn chỗ hoang gian. Màu sắc bởi vì anh luôn sửa sang. Bởi cái công tắc tên nó không có thở than. Bước qua từng thử thách và cứ như thế cánh cửa anh mở toang. Từ lúc thấp cho đến tới lúc cao. Khi khóc cái cười hu hu ha ha. Đôi khi gặp gò nên thân ta lo. Không đi sau đó không như mana. Người ta nói khổ chứ mình xuống sâu. Cảm thấy giống như bu bu cha cha. Phiêu lưu thông dòng bên anh chu du. Thì nói ố hu hu ha ha. Hu hu ha ha. Hu hu
Tôi không biết rằng không thể
chuẩn bị quang cầu. Cho nó đỡ bị xếp lên nhau. Đổi nhịp đúng không? Đúng rồi, đổi nhịp để cho nó nhấn vào cái nhịp khác. Được không? Để cho nó đỡ bị cứ ban đổi nhịp và đổi nhịp nguyên, đổi nhịp trước bộ, trước bộ thì nó sẽ trước lệch đây. Trước lệch flow đi. Giáp Việt All Star Concert 2023 đón xem phần tiếp theo với chất lượng 4K siêu nét vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần, duy nhất trên VOON.